trong cái này chỉ cát với đá nó thành đẹp vui nhưỡng chân nhưỡng chân. Thảo đứng ở đây, quý chụp trước cho anh. Quay về chúng nó đéo xem mấy đâu. Đâu em đang phát trực tiếp đi. Đứng đây quay mặt ra đây. Chào đi. Anh Trịnh nữa. Ôi dồi ôi. Ôi chúng đây nó hầm hố chưa này. Không lo lạc đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiện nay ạ. Thèm chụp ở trong đây tối lắm, chụp chỗ tối nhưng mà ấy. Quý đâu, chào đi, cho Thúy nó xem này. Tao này tao ấy lắm, tao chụp trong đây kiểu điện thoại này, nó tối, khó chụp rất đẹp. Đẹp gì xì. Thôi, không cần. Tao năm nay, năm nay tao đi tao. Mang cái sim với Dũng đi, tao hát trực tiếp bao nhiêu. À lên đây à, chứ không bước qua đây à? Chả nhìn gì đâu. Chừng là đậm ở đâu nó cũng đẹp nhỉ. Đẹp vậy. Hả? Ở đâu nó cũng lắm đậm đẹp vậy. Đẹp nhỉ, vào đây kia phải. Kiếm những cái nhũ đẹp. Đây xem cái tự nhiên vậy, thích hơn những qua đi xem. Đây này, nếu nó cứ giọt giọt về mà đảo chảy mà dần dần mỗi ngày nó lại bồi dưới đít đây một tí. Chỗ kia nó lại giọt giọt thêm tí. Rồi ấy nhỉ, nó thiên tạo. Ê, cái giọt dần đây nó thành cái cọc như vậy đi nhỉ. Lúa đi. Đây. Bây giờ nó cứ giọt nó ít món, ít món nó chảy dần. Chiều nhỉ. Ôi giời, lấy cơ mình. Bà hàng không quay nè. Chán rồi, mua hết rồi cổ rồi. Xong này, bước toàn bước bóng. Cứ cái mắt thì cứ cái mắt.